Ê thầy, này tại lấy lòng bà đó, để mua vậy cho thử bà coi sao, ở nhà cũng khó quá. Vậy đi. Ừ, chắc vậy quá. Nói bữa nay mua cơm cho bà ăn coi, lấy lòng mới được không ơi, giờ trời ơi trời. Thì thường ngày là Phong gửi tiền cho Thùy á, mua cho nội, nhưng mà bữa nay phá lại mua thử coi sao. Mà thấy có bụng không ép phê. Hả? À vậy là do bà nội bà ghen chồng, bà mới hận đàn ông. Cô chú anh chị ơi, có canh chua rồi cá kho luôn đó. Ừ. Có kìa. Ai quay phim như Phong mà phải quay cách này nè, để đó luôn đó. Để yên lặng cho bà nội phải ăn đó, thấy không? Yên lặng hoàn toàn cho bà nội phải ăn. Trời ơi cái kìa quá trời. Bỏ trong bọc á, đừng có liệm xuống dưới chuột. Nó cái làm liền. Để chiều nay đem hai chiếc chiếu gì cho. Nó nô chuột hết trơn. Quên hoài. Ê Sen kêu mấy cái chiếu kia ha, đang bữa hai bữa ha. Ừ, cái chiếu người ta nằm không mà. Không giả là người bệnh đó. Chiếc bự chiếc nhỏ xong rồi. Chiếc nhỏ thì trả hai chiếc. Bà trả hai chiếc, nói chiếc trong gì mà. Ừ. Hai chiếc, một chiếc thôi, hai chiếc. Một chiếc hay được một chiếc ba màu luôn. Tôi cuốn lại sẵn cái chiếu về nó định nước ra. Ăn hết tô này là bảo khỏe đó. Ăn liền dưới đất không bởi vì nuôi chuột mà. Thấy ăn cũng tội mà không biết sao giờ. Thôi cũng kệ luôn. Quá. Đem cơm cho ăn còn không giữ quấn nữa còn lắm. Ngừ. Nước không cậu? Cậu bự quá không chắc ăn hết. Wow.
Trời ơi, hấp dẫn dữ vậy. Ừ. Không có anh em cũng làm gì hết, không phải có anh em không phải quá hấp dẫn luôn. Không, con á, lại cái tay của con mẹ. Tay con nè. Nó dẻo. Đúng đi. Con nhiều anh. Nó còn nhỏ này cái gì? Đó này nữa à? Ai ngộ? Đức Linh. Quý. Gì vậy trời? Quý đưa để cho sáng ăn cơm nè, cái bậy cái mũi mà hoài. Cười cái gì? Hết không? Đi 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 uống luôn đi. Cua luôn cụ. Cua luôn. Xin ông uống thị. Mà cái này còn gì nữa đâu mà phải ấy nữa, uống đại, uống đại đi nội. Uống thòn đi nhóc cái nữa. Rồi đẩy ra nữa rồi. Để uống là gì? Để coi. Nè, bây giờ bạn chịu me không? Anh hết đi, anh cho hết đi rồi cho chịu me nha. Là gì? Uống vô, uống người vô, cấp. Hút vậy đó, ghi vô đâu vậy? Vừa có lâu đây mở là gì chú? Vừa lâu đây. Thôi. Anh chưa lấy rồi. Chưa uống hả? Không, qua con nấu lấy rồi, chưa cho rồi lấy rồi gì trời. Không. Uống uống liền đi nội. Đức Linh, quý. Đúng quá nè. Con này con này ông quậy. Ừ. Quý nhúng tao qua anh thành đó ngoài có ngoại ngoại. Cái gì nói chuyện mà cái. Cái bộ. Trời đưa cái nút chú. Chị ăn nấm nữa đi bà nội ơi. Thương ba muốn chết giả bộ rồi. Thương thương tập. Con có thương bà cụ mà. Thương tập. Con thương bà cụ nè, con cho đồ cụ nè. Mẹ đi lên mình gần cho. Vài bữa cái Hiền Phong không đem đồ lại cho bắt đầu đi ăn cái tóc à. Bữa mà nó đi kiếm nhà anh Phong nhé. Đó, tôi đưa xuống ngoài nhà máy ra. Con quỷ. Bà thương anh Phong rồi, để không. Về tôi đi ra ngoài kìa, nó lại không thương. Bà kêu bà che cái núm nữa coi. Kéo áo lên kìa, đưa ra ngoài kìa. Ủa. Thuyền thấy hết kìa. Thấy thuyền là nó khoe nhất thuyền. Ngon quá à, xin miếng rồi cậu. Đem đồ ăn rồi cho ha, thì muốn dẹo ha. Rồi không đem lại thì đi làm tí. Khá kìa quá kìa. Thu bạch. Kiếm không hả? Ủa thì cụ nhớ anh Phong, cụ kiếm không hả cụ? Phá lắm hả? Không phá lắm hả? Cũng phá lắm hả? Rồi, phá gì vậy? Phá gì quỷ hả? Phá gì quỷ vậy? Giờ là tôi dọn nhà cho cụ mà cụ nó ngồi. Cụ quá lẹ. Cùng đi một chút. Rồi đem lại cho ăn mà phá. Cụ phá gì quỷ. Chết mẹ nó quậy rồi kìa. Lúc này là bà Sáu tội nghiệp quá à. Mà giờ hả nói thiệt không dám quay đó con gái nó nói luôn rồi mà con gái nó nói đừng có quay nữa bởi vì tức gì đâu á bà nội tội thương lắm á
Nói chuyện nhẹ nhàng lắm, ai như bà nội qua. Còn dao với búa không à. Cây. No lắm rồi, bảo đảm luôn. Đầy tô luôn á. Đưa cho thầy nó mở ken uống lại ơi. Mình có bia, mình có một chút men vô đây mình quậy nó mới sướng. À uống là dè chứ không phải uống bia, đúng rồi. Uống là dè. Trời ơi là trời. Sợ quá luôn hay chứ. Nè, mình uống là dè đi, có một tí men đi. Ừ, chứ không cho nó bia. Uống là dè đi cho chó có một tí men nữa. Trời ơi mình quậy nó mới phê. Đây mới nãy đổ ra một tô đầy luôn á. Ăn cá thôi đi, khỏi ăn cơm, no lắm rồi. Đấy, ăn cá thôi đi. Quá nhiều luôn rồi. Rồi một ca nước của ông thầy, rồi một lon la ve nữa. Giờ nội ơi, nội ăn khỏe rồi đó. Chiều con lại con thăm nội nha. Ủa, ăn xong rồi hả? Trời ơi, con nào con nấy nó mập lù rồi nè, cô chú anh chị ơi. Ồ, đó, có kìa. Bạn của nội đó. Chí cốt. Rồi, giờ lấy la ve đi. Rồi thôi ha. Thấy bạn vậy là con cũng mừng rồi. Thôi con về nha. Nha nội. Ha. Dạ vậy con về nha. Alo. Ừ đúng rồi, anh đang quá. Không có, anh đang quay cho bà nội nè. Mua hộp cơm cho bà ăn. Bà ăn một bát chữ nhỏ xối xả nè. Ăn ăn hết, muốn gần hết hộp cơm luôn á. Ừ. Thì anh thầy với chị Hiền á, bà đưa bà đưa lon ken luôn. Mẹ tới nó bia không chịu, bà nói là gì à. Thương lắm. Chữ nhỏ xối xả mà ăn mình vui rồi. Đang quay luôn nè. Rồi thôi nha. Rồi, rồi, rồi anh về nè. Rồi vậy thôi nội khỏe rồi đó. Ơ đừng có dở cái hén lên trời ơi. Ừ. Rồi vậy đi. Thấy bà như con cũng mừng lắm rồi đó. Ăn vậy là khỏe được ngày rồi đó. Một cô cho bả lửa luôn mà. Rồi vậy con về nha nội ha. Nội con về nha. Dạ. Ừ, nội có uống la ve không? Con khui cho. Vậy là hồi mới uống ha. Trời thấy chưa. Nội bình tĩnh là lời đó. Rồi, vậy là mấy cái đó con nội dục ra không? Không phải. Dạ. Nội nói chuyện với con, đừng có la nhang, nhăn con hoài.
chữ con hoài buồn chết luôn hả? Thấy không? Thùy, ăn nữa hay nè ha. Đúng rồi, ngon. Đó, ăn nữa. Hôm nãy là một tô đầy luôn á, chế canh vô nguyên một khứa cá cho bà. Rồi vậy thôi con về. Nội ăn xong nội ngủ nha. Dạ. Trời ơi, hỷ nộ ái ố tất cả nằm trong video này luôn. Trời ơi, lúc vui lúc buồn, lúc quạo lúc chữ, đầy đủ hết trơn á. Thôi Phong cũng xin phép dừng video. Mến chúc tất cả cô chú anh chị ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy đăng ký kênh theo dõi những video mới nhất của Phong nha. Dạ, Phong xin chào.